Chị nghe, dạ mình có dễ dạ nghe dạ không? dạ cũng ok. Dạ dạ Chị rồi, chị cho em biết tên của chị ha. tên Wendy. Wendy. À, chị sinh năm mấy chị ha? Chị sinh năm 1973, thưa quý vị. 1973. Vậy hôm nay chị Wendy kết nối là để kiếm ai? Chị đi kiếm mẹ của chị tên là Trần Thị Kim Hiệp. Trần Thị Kim Hiệp. Rồi chị có thông tin gì về mẹ của chị? Chị thì không có thông tin về mẹ, nhưng mà chị có sau này có được cái tờ giấy của mẹ nuôi á, Dạ. đưa cái này giống như hồi đó chị có chụp cái chiếc tướng tướng vị như rồi đó, Dạ. cái giống cái tờ giấy này giống như cái giấy mà cho đó tướng vị À, giấy cho con. cho con đó. Rồi. Vậy chị có thể đọc nguyên văn hoặc là chị có nhớ trên tờ giấy đó là tên của mẹ là tên gì không? Tên mẹ vẫn là Trần Thị Kim Hiệp. À, đúng rồi, Trần Thị Kim Hiệp là tên mẹ ruột á Nhà tên mẹ ruột á, ha. còn tên mẹ nuôi á là Nguyễn Thị Tâm. Nguyễn Thị Tâm hả vậy? Ừ. Dạ. À, hồi xưa chị ở là Long Hải, tiểu thuốc Bắc quán ăn đường Long Hải á. Dạ. Rồi chị có biết là mẹ của chị là năm nay khoảng bao nhiêu tuổi không? Sau năm 1953, tướng Dĩ năm nay chắc 70, 70, 70 ngoài vậy tướng Dĩ. Chị sinh năm 73 nhưng mà mẹ chị thì 53, 53. rồi hồi đó là cái tình huống cho con như thế nào, chị có nghe mẹ nuôi nói không? Có nghe mẹ Tâm nói là khi mà mẹ chị sinh ra mới được có 3 ngày thôi là mẹ Hiệp cho bên này. Tới bây giờ luôn. Dạ. Nhưng mà cho con trong cái hoàn cảnh như thế nào, hay là vì lý do gì, hay là câu chuyện của mẹ ra sao, có nghe kể không? Không biết. Không, Dạ. tiếng gì. Dạ. Vậy là chị nghe kể lại là cho chị lúc đó mới có 3 ngày tuổi thôi. 3 ngày tuổi. Dạ. Là chính mẹ ẵm tới nhà cho, hay là Nghe mẹ? chị nghe mẹ Tâm nói là đi xuống với bệnh viện á, là ở Long Hải á, là đi xuống ẵm chị về, nhưng Dạ. mà không biết lý do tại sao là giống như cho dù hoàn cảnh gì thì chị không biết. Dạ. Ừ. Vậy là mẹ Tâm tới bệnh viện ở Long Hải tới ẵm chị về từ bệnh viện, chứ không phải là mẹ Hiệp ẵm tới nhà cho. Nha không, nha không, Dạ. nha không. Rồi trong cái tờ giấy cho con đó thì cái nội dung ra sao, chị có thể đọc cho em nghe chút được không? Nội dung đi cái nó thật sự tính nghĩa bây giờ nó mờ còn hơn thì chị không có thấy rõ luôn tướng vị, Dạ, cái này là đúng bảy rồi. mấy năm, tức có nghĩa là 50 năm rồi tướng vị không, Dạ, dạ. Sinh năm năm 73 đến nay là đúng 50 năm rồi. Dạ. năm rồi tướng vị, Dạ. nó cũng giống như giấy dầu nó mờ quá tướng chị ơi. Dạ, nhưng mà Nhưng mà đại biết là mẹ tâm nói là đại khái là cái tờ giấy này là cho đứt luôn đứa con, Dạ. là nói là nếu mà mình cái thời điểm đó đó, nếu mà nhận lại á, thì giống như mình bị luật pháp ở bên Việt Nam đó Dạ. đó. Nhưng mà theo chị nghĩ nha, mẹ Hiệp sợ cái này nè cho nên mẹ Hiệp không dám nhận thôi. Nhưng giờ mẹ tâm giao cái này ra cho chị, tất có nghĩa là chắc mẹ, nếu mà mẹ hy vọng thôi, chị hy vọng nếu mà mẹ có duyên với mẹ mẹ Hiệp á thì mẹ mẹ Hiệp yên tâm, tức như mẹ Tâm đưa cái này mẹ Hiệp yên tâm, đừng có ngại mà mình không có kiếm được con á. Dạ. Ý chị Wendy nói là do cái giấy cho con đó là đã có cái giao ước là không được nhận lại, cho nên là Đúng rồi. sợ mẹ ruột không dám á ha, ý là vậy ha. Dạ đúng rồi, đúng rồi tiếng Việt. Dạ. Dạ. Nhưng mà em nghĩ cũng không đến nỗi nào đâu, và cái chuyện đó là nó quá khứ rồi. Chuyện quá khứ rồi, Nên. theo em nghĩ là ví dụ như mới cho 1-2 năm hay là 5-7 năm này kia thì nói sợ, nhưng còn bây giờ thì chắc là đôi bên cũng có cái suy nghĩ nó thoáng hơn rồi. Thì chị cũng hy vọng là mẹ giống như mẹ hiểu được, về tại mẹ Hiệp hiểu được á Dạ. thì không có ngại cái chuyện đó. Dạ. Nhưng Rồi còn chị ngoài ra với nữa, em xin lỗi. Ngoài ra nữa thì chị có nghe là mẹ Tâm kể lại là gia đình của mẹ Hiệp ở đâu, rồi bao nhiêu người, rồi có ai tên gì nữa không?
Hồi xưa mẹ có nói là mẹ 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 Hiệp á, ở trong cái giấy này á thì nói là ở quận 8 có giấy chứng minh nhân dân, mà chị không biết là có đúng hay không. Ở quận 8 mới xuống Long Hải, không biết sao mà đi xuống Long Hải mới gặp ba chị làm ở trong cái sở Mỹ á, Tuấn Vĩ đó, mới gặp ba chị. Rồi sau đó là nói chung là bà má nói là cũng không có được khá hay gì đó, cho nên là mới nói là cho. Mà gia đình nó thì còn hai người, một người cậu một người dì, nhưng mà không biết anh là em thôi. À vậy là chị Wendy là con lai hả? Đúng rồi, đúng rồi mẹ, À con đúng lai. rồi. Chút xíu nữa chị gửi cái tấm hình cho ba của ba chị luôn, chị quên đem gửi cho Tuấn Vĩ coi. Vậy là chị có gặp được ba rồi. Có gặp hôm tháng 1 hôm Tết đó, chị có qua bên Mỹ chị gặp ba. Rồi chị có hỏi về tung tích về mẹ không? À, thật sự ra đó, hồi đó ba nói là lúc mà ba hai người quen nhau được 6 tháng thì ba mới trở về Mỹ, nhưng mà không hiểu á, tại vì khi mà trở về Mỹ thì mất liên lạc luôn á Tuấn Vĩ. Tới bây giờ đến khi mà có chị thì ba cũng không biết. Nhưng mà đại Cho nên ba khái chưa biết. á, đương nhiên là có thể là cái lúc có bầu chị là ba không biết, nhưng mà trong cái mối quan hệ giữa ba chị với mẹ chị đó thì là quen cô gái ở Việt Nam ra sao, ở đâu rồi này kia, rồi có nghe ba kể không? Thì ba có nói là ở làng chài Long Hải, thì ba chỉ biết vậy thôi, ở làng chài Long Hải thôi. Cái Vậy hôm là tháng 11 thì cô có về Việt Nam, như chị về được có 2 tuần thôi, chị cũng đi tìm hiểu, nhưng mà hầu như ai cũng không biết hết Tương Vĩ ơi. Mấy người lớn tuổi ở đó người ta cũng mất hết, người ta cũng không biết. Rồi vậy cái thông tin của chị thì trên cơ bản là chị sinh năm 1973, rồi khi mà mới sinh được 3 ngày tuổi thì mẹ nuôi của chị đến xin chị về từ ở bệnh viện Long Hải. Rồi tên của người mẹ là Trần Thị Kim Hiệp. Đúng rồi. Thì thông tin chủ yếu là như vậy, thì bây giờ cập nhật lên á, hy vọng là ở trong cộng đồng có ai biết được mẹ Hiệp của chị ở đâu, hay là có nghi ngờ ở làng trên xóm dưới gì đó có cô Hiệp mà nghi ngờ là mẹ của chị, thì hy vọng là cộng đồng sẽ tới hỏi giùm. Ok chị ha, thì nội dung vậy thôi ha. Nội dung như vậy thôi Tướng Vĩ. Chị cũng nếu cũng như nói với cộng đồng mạng, nếu mà ai mà tìm được mẹ Tâm á, chị cũng giống như ghi cho trong thông tin với tôi cho Tướng Vĩ biết á, là chị sẽ giống như quà thưởng, thần thưởng là 2.000 đô. Thì đó thì chị có biết vậy thôi. Mẹ phải mẹ Hiệp chứ đâu phải mẹ Tâm, mẹ Hiệp. Chị nói lộn. Mẹ Hiệp, dạ mẹ Hiệp á, Chị mẹ nói Hiệp á, lộn. dạ nếu mà đi tìm được mẹ Hiệp á. Mẹ Tâm còn khỏe không chị? Mẹ Tâm năm nay 86 tuổi rồi. À vậy ha. Rồi còn Minh Mẫn không? Còn anh Mẫn. À nhưng mà thông tin thì chắc là chỉ biết là xin từ bệnh viện về thôi, chứ cũng chắc cũng không biết nhiều về tung tích của người mẹ ruột ha. Không, không, không biết gì nhiều. Bây giờ hỏi mẹ, mẹ cũng cũng nói như vậy. Mẹ nói mẹ không biết nhiều. Tại chắc có lẽ là khi mà giao con rồi đi mất tiêu luôn. Bây giờ mẹ cũng không biết. Mẹ Tâm cũng không, không biết ở đâu á. Thì chị cũng có hy vọng thôi. Nếu mà mẹ còn sống á thì nghe cái này đi tìm. Bỏ qua chuyện cũ đi, đừng có sợ nữa phải không? Ê, mạnh mẽ. Rồi, chị cảm ơn tiếng Dĩ nha. Chị rồi có ai báo gì để em cho chị hay nha. Nha, cứ cứ ai mà biết thông tin về mẹ mẹ Hiệp á, báo cho nghe tiếng Dĩ luôn, khỏi cần báo dưới tiệm quán được nha. Ok chị. Thông tin định vị. Rồi, Cảm ơn rồi. em cho tiếng Dĩ. Rồi ok chị. Bye Rồi, em nhé. chúc sức khỏe chị, Bye. mong mong mau Cảm nhận được tin vui. ơn em. Thì cũng cuối tuần chị cũng chúc gia đình em vui vẻ hạnh phúc ha. Ok chị. Rồi Bye chào. bye tiếng Dĩ. Bye bye chị. Bye. Em cho anh biết tên của em ha. Em Lê Thị Cơ. À Lê Thị Cơ. Cơ sinh năm mấy em? Em sinh năm 79. Hiện tại thì em đang ở tỉnh thành nào? Quê em thì ở Sóc Trăng nhưng mà hiện giờ em đang ở Mỹ. Rồi hôm nay em kết nối là để kiếm ai ha?
Năm 85 má ruột em có đi Ừ. chợ Long Phú, Em có gặp trả lời đúng trọng tâm giùm anh để mình xác định được là mình kiếm ai. À. mẹ của đứa đứa em, má em xin gì nuôi á. Kiếm mẹ cho đứa em nuôi. Dạ 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 đúng Rồi, rồi. ok, rồi em kể đi em. Năm 85 đó Ừ. má em đi chợ chợ Long Phú, chợ Đập, kêu gọi là chợ Đập ngày xưa á. em Ừ. em em muốn nói vậy đó, để cho cái cô mà đem đứa 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 em nó ra đó cho cô biết, là đi chợ gặp cô đó thì cô đó ẵm đứa đứa em này khoảng chưa được 1 tuổi. Thì cho kêu mọi người cho, cái má em mới thấy là đứa bé còn nhỏ quá thì đi chung với bà nội. Bà nội nói là ồ thôi, thấy đứa bé tội quá, kêu bà già xin về nuôi, Ừ. kêu kêu má em á. Thì lúc đó thì nhà em cũng 5 anh em chứ không phải là gia đình không 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 có con. Ừ. Cái má em thấy tội quá, cái cô má của đứa em này á, tên là Thạch Thị Tuyết Hồng. Ừ. Cô nói là nếu mà ai sinh được thì nuôi giùm cho cô. Nếu như mà cô mà có tay giết người, cô giết đứa đứa em đó chết để về xứ. Má em nghe tội quá, cái má em lấy gì nuôi, tới nay thì em ấy cũng được 39 tuổi. Tức là chính người mẹ ruột nói như vậy đó hả? Dạ. Mà tên người mẹ ruột tên là Thập Thị Tuyết Hồng. Thạch Thị Tuyết Hồng. À, Thạch, Thạch. Thạch, dạ. Ừ, Thạch vậy là chắc là người Trà Vinh á. Người Trà Vinh họ Thạch nhiều. Dạ, thì mẹ má em nói là cô này là quê ở Campuchia, mà cái năm 80 tám mấy đó thì tản qua bên 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 Việt Nam nè. À. Là thời điểm đó thì cô đó là đang làm lò đường, lò kết gì, nghe má em nói đó, là lò đường lò kết gì cho đâu bên bên cồn, bên em thì bên đất liền, Ừ. còn cô đó làm bên cồn. Ừ. Vậy rồi cái người con đó là người mẹ đặt tên hay là về gia đình em đặt tên? Về gia đình em đặt tên lấy họ chung với tụi em luôn. Ừ. Người em đó tên gì? Bây giờ má em đặt nó là Lê Văn Hợp, cũng cùng họ với gia đình. À, Lê Văn Hợp sinh năm 1985 em ha. Dạ. Ừ. Vậy cái thời điểm mà mẹ em ẵm về đó thì được khoảng mấy tháng tuổi? Cô đó nói là chưa được, là thôi nôi là giáp tuổi, giáp năm là mới được tuổi mà chưa được thôi nôi. Ừ. Thì sau đó má em về cũng làm thôi nôi cho em rồi đặt tên cho em. Ừ. Và có phỏng đoán là năm nay thì cô Thạch Thị Tuyết Hồng đó là khoảng bao nhiêu tuổi không? Cô đó má em nói là lúc đó chắc cô chừng 20 mấy tuổi thôi. À. Và có nghi ngờ là người bên Campuchia về hồi hương về Việt Nam hả? Và má em nói là hồi ngày xưa cái vụ chiến tranh gì đó thì giống như là tản qua bên đây thôi chứ không phải là hồi hương, đi qua bên Ừ. đây kiếm công ăn việc làm thôi. Ừ. Dạ. Và theo em nghĩ á, có phỏng đoán được rằng cô đó có thể còn ở Việt Nam không hay là về Campuchia? Em nghĩ là không đâu, nghĩ là họ về xứ. Họ về xứ có nghĩa là về đâu? Về Campuchia anh. Tại À. vì cô đó nói là cô ở từ Campuchia chứ không phải là ở bên Việt Nam mình. Ừ. Thì cũng hy vọng á, nếu còn ở Việt Nam thì cái cơ hội kiếm nó cao hơn. Còn nếu Dạ. mà về Campuchia thì cái cơ hội kiếm nó rất là thấp. Vì có Dạ. thể là sợ bên kia họ không có theo dõi cái chương trình của Việt Nam á. Dạ. Ừ. Cái đứa em đó là nó có cái bớt, mà nếu như mà cô nghe được á là cô biết là cái bớt của em ấy ở đâu, bây giờ vẫn vẫn còn anh. Ừ. Rồi, điều quan trọng là cái tên của cô ấy thì hy vọng là cũng có người biết được
Cổ tên là Thạch Thị Tuyết Hồng em ha. Dạ. Ừ. À, dạ anh trên cho em xin nói cái là hồi lúc mà cho đó là cô có làm cái giấy cái giấy mà để không được quyền nhìn lại đó. Ừ. Rồi cô hỏi má em ở đâu thì má em nói má em là đánh lạc hướng, là má Ừ. em là người ở Cầu Quan nhưng mà thật ra là quê em Long Đức, Đại Ngãi. Ừ. Để ngoại Dạ. Sóc Trăng. Ừ. Dạ Đại Ngãi Sóc Trăng. Long Ừ. Đức, Đại Ngãi, Sóc Trăng là của thành phố. Rồi, còn cái địa điểm mà giao con đó là hồi nãy em nói cái gì, chở gì đập, À, chở đập hay cái gì đó? chợ đập Long Phú. Ừ, chở đập Long Phú thuộc huyện gì bây Dạ. giờ? Huyện gì? Dạ, mà huyện Long Phú mà bây giờ lên là thị trấn Long Phú anh. À, cũng thuộc Sóc Trăng luôn em ha. Dạ. Ừ. Rồi vậy vậy thì cho anh biết tên của mẹ em ha, cũng có thể là ở trong miếng giấy ghi thì đôi khi cô đó còn nhớ được tên của mẹ em. À, trong cái giấy ghi tên là ghi tên Thạch Thị Tuyết Hồng thôi, người nhận mà má em không cho biết tên. À vậy đó ha. Ừ. Dạ. Không Rồi không cho biết tên mà đánh lạc hướng nói là ở Cầu cái Quan nhưng mà thật ra là quê em ở Sóc Trăng, Long rồi Đức. rồi có thể là thời điểm đó là mình có quan niệm khác mà bây giờ có quan niệm thoáng hơn em ha, cho nên là Dạ. mình muốn kiếm mẹ cho em ấy. Dạ. Ừ. Tại vì bây giờ má em cũng lớn tuổi rồi, bảy mấy rồi, má em nói là em ấy thì cũng có vợ có gia đình đồ này nọ hết rồi, cho nên má em nói ồ nếu như mà em cũng nói là coi cái chương trình của anh vậy nè Ừ. thì để em nếu mà em nhờ anh giúp đăng lên cộng đồng, nếu như mà có bạn cô Tiết Hồng, nếu Ừ. mà bạn cô ví dụ như cô vô miền Nam làm đó Ừ. thì có liên lạc với bạn bè gì đó, nếu mà bạn bè cô mà có biết được thì hoặc có ai mà biết thông tin đó thì em đền ơn cho cái người mà để báo thông tin chính xác là 1.000 đô anh gì. Ừ. Rồi, anh sẽ ghi vào nha em nha. Dạ. Ừ. Ok em, rồi có ai báo gì thì anh sẽ cho em hay. Dạ, Rồi. em cảm ơn anh Rồi. nhiều nha. Rồi, ok, Rồi em chào em. cũng Ừ. nhờ cộng đồng, nếu như mà có ai biết được thì em muốn cho em đó tìm để em ấy biết nguồn gọi em ấy thôi, chứ không Rồi. phải là cho gặp mà cho biết mà để không nhìn em nữa, em không phải vậy. Rồi, Gia anh đình hiểu. em cũng vẫn và cũng vẫn lo cho em ấy bình Ừ. thường. Nói chung là em lên tiếng là cái điều hết sức cần thiết để cho đôi bên có cơ hội để nhìn nhau đó em. Cái người con cũng có cơ hội. Chứ còn nếu ví dụ như bên gia đình, bên nuôi mà không có lên tiếng được là người mẹ không biết đường đầu nào rờ đâu. Người mẹ muốn tìm cũng khó lắm. Ừ. Dạ rồi với lại nhân đây em cũng nói ví dụ như mà cô Tiết Hồng mà có nghe được cái thông tin mà em tìm tìm mẹ cho em đó thì ví dụ như cô không có điều kiện á anh Dĩ thì em sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho cô có điều kiện để đi tới 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 gặp em đó, Ừ. thì những chi phí ra là em lo cho cô. Rất là tốt. Rồi, Dạ. trân trọng những cái điều đó. Rồi có Dạ. gì thì anh cho em hay nha, là chào em ha. Dạ, cảm ơn Ừ. anh Dĩ nhiều nha. Rồi Dạ. rồi, bye bye, bye. Anh. Dạ, bye bye. Ừ. Dạ, vậy cô Cà là ở Hải Dương ha. Vâng. Dạ. Rồi hôm nay cô Cà kết nối là để kiếm ai ạ? À? Tôi tìm kiếm em tôi là Phạm Tiến Lãm, sinh năm Phạm 1968. Phạm Tiến Lãm ha. Vâng. Dạ, sinh năm 68. Rồi hồi đó là thất lạc nhau ra làm sao? Vì lý do gì mà thất lạc? Hồi đó thì gia đình thì cũng khó khăn, bố mẹ cũng nghèo quá khó khăn, thì bố tôi là Phạm Tiến Kìm có đưa em tôi là Phạm Tiến Lãm và một chị gái tên là Phạm Thị Vía là lên trên Hà Nội là để kiếm sống, nhưng mà thời gian đấy là nhờ nhà bà cô là Phạm Thị Phạm bà Kính là người cùng xóm thì bà ấy ở trên phố 4 Khâm Thiên Hà Nội, sau đó hai bố con là đi bán nước ở ga Hàng Cỏ, ngày ngày là ra bán nước ở ga Hàng Cỏ,
thì để lại cái chiều vào ngày 18 tháng 4 năm 1974 thì bố tôi đưa em tôi đi bán nước ở Hà Nội thì ở ga Hàng Cỏ đấy. Thì để ở ga thì tầm 5 giờ chiều thì trời đổ cơn mưa, thì là bố tôi chạy lại như thế là vào ga thì quay lại thì không thấy em đâu nữa. Thì từ đó đi là mất liên lạc, và bố tôi là Phạm Tiến Kìm này đã có lên đài truyền hình ở Hà Nội để như thế là có cái thông tin đấy về em nhưng mà cũng không tìm thấy. Dạ, vậy bây giờ Tuấn Vĩ xin tóm tắt lại cái nội dung ha. Vâng. Là nội dung á là vào năm 1974 đó thì bố của chị tên là Phạm Tiến Kiềm có dẫn Vâng. thêm hai người con để đi ra Hà Nội đi mưu sinh là đi bán nước. Vâng. À, trong đó thì có anh Phạm Tiến Lãm là sinh năm 68. Vâng. À, lúc đó thì lúc năm 1974 thì được 7 tuổi. Và có thêm một người em gái nữa là Phạm Thị Vĩa, nhưng mà Chị em gái, đấy là chị gái. à chị gái Vâng. Phạm Thị Vĩa là sinh năm mấy cô? Chị đấy chị đấy sinh năm 1958. Dạ, sinh năm 58. Ừ, Vâng. vậy vậy là lớn lớn hơn 10 tuổi, lớn hơn anh Lãm 10 tuổi. Dạ. Và lúc đó là chị Phạm Thị Vĩa là có gửi cho bà Kính, còn hai bố con thì đi bán nước, và sau đó do có cơn mưa nên là người bố thì đã lạc mất con trong cái chiều chiều ngày đó là ở Chiều là ngày ga ga Hàng 18 Cỏ. Và 18 tháng tháng 4 ở ga Hàng Cỏ Hà Nội vào năm 4. 1974. Rồi, ok cô, để Tuấn Vĩ có nắm được cái nội dung câu chuyện rồi. Thì hy vọng là Vâng. có ai lên tiếng thì Tuấn Vĩ sẽ báo lại cho gia đình. Vâng, và hy vọng là nhờ cộng đồng mạng với lại nhờ chú là các ban ngành là xem tham khảo là tìm kiếm được họ, được em về đây thì là cái quý. Thì có ai mà biết được cái thông tin mà về em Lãm thì xin là ra về đến tận nhà thì gia đình xin hậu tạ là 30 triệu. Dạ. Rồi, vậy nha Vâng. cô nha. Rồi Tuấn Vĩ có nắm được nội dung rồi, có ai báo gì thì vị cho hay nha. Vâng. Dạ, rồi chào cô.